Chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. Nè, 0334 830 843. Rồi xem video nhớ bấm vô theo dõi kênh để cập nhật mấy video mới nha mọi người. Hôm nay em về được cái sạc bình nữa nè, sạc bình ắc quy 6V đến 12V luôn. Với mũi khoan bê tông. Rồi hôm nay là cái video có mã số là 138 nha mọi người. Đầu tiên là cái hàng chì của Nhật mà nó bị cái là nó chưa sử dụng luôn mọi người, nhưng mà ngặt cái là nó bị mất cái mũi rồi. Đây chưa sử dụng rất là đẹp luôn, test điện lên nóng ok mà nó bị rớt mũi mất rồi. Đây thương hiệu là Haco nha, 300W, điện 100V. Nếu mọi người có cái mỏ hàng giống giày á, mà có cái mũi bằng giày á, ha, mọi người bỏ vô xài. Nè nguyên cây rất là đẹp, có công tắc, dây zin hết, chưa sử dụng luôn. Cái mũi này á, mọi người nếu chế thì có đồng á, mọi người cắt nó dẹp như vậy nè, bỏ vô ha, khoan cái lỗ đây cái bắt ốc là nó xài được, nó sẽ nóng. Rồi cái thân mỏ hàng này có mã 138.1 ha, giá 400.000. Tiếp thêm về được cái hộp mũi khoan, đây mũi khoan rất là nhỏ. Mũi này là nè. Mũi này chuyên mấy khoan, mấy cái khoan gỗ, khoan mạch đồ nha mọi người, rất là tiện luôn á. Đầu nó là 0.8 nha, 0.8 mm, 0.8 mm. Còn cái đầu kẹp mũi khoan này á, đầu kẹp khoan, đầu kẹp của cái mũi khoan này á là nó 3 mm, đầu khoan là 0.8 ha. Hộp 10 mũi nha mọi người. Đây 2, 4, 6, 8, 10 nè. Đó. Cái này mọi người mà có xài cái mài khuôn 3 mm á sẽ rất là cần mấy cái này ha. Làm mấy chi tiết nhỏ, khoan này kia rất là cần. Đúng chuyên dụng cho mấy cái máy mài mà 3 mm á. Rồi, hộp mũi khoan này có mã là 138.2 ha, giá 250.000. Tiếp thêm về cái mũi khoét. Mũi khoét của Nhật ha. Đây Nhật sản xuất. Cái này nó khoét được rất là nhiều cỡ nha mọi người. Nè. Ví dụ như này đây. Khoét được nhiều cỡ lắm nha. Tại vì mỗi lần khoét á thì mình sẽ xài một cái mũi. Đây ví dụ như ở đây là mình muốn khoét mũi đây. Đếm đo thử. Ví dụ như mũi này là 25 ha. Nè. 25 mm. Rồi mình sẽ gắn cái mũi 25 này vô. Khoét ha. Đó. Mũi khoan này mình thay được nè. Cái mũi đây là cái mũi khoan ở giữa lấy tâm nè. Cái này còn mới luôn, chưa sử dụng mọi người.
đây còn như mới luôn. Hoặc mình muốn khoét cái lỗ bự nè, mình gắn cũng gắn một cái mũi này vô là khoét được ha. Đó, bự nhất là nó đây coi 65 ha mọi người, cỡ 65 ha. Nhỏ nhất là 25 mm. Rồi nó được làm cái cả em gắn trở lại. Một mũi. Hai mũi. Ba mũi ha. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tổng cộng là 7 cái mũi, 7 cỡ ha mọi người. Mũi bộ mũi khoét này có 7 cỡ. Mã là 138.3 ha, giá 350 ngàn. Rồi tiếp theo là hai cái mũi bê tông của Đức. Đây hàng Đức nha mọi người. Mũi mới chưa sử dụng 10.5 mm. Đây mũi khoan vàng luôn nha, mũi khoan vàng. Em mở ra lấy ra coi nha. Nó chưa có mở ra luôn, chưa sử dụng. Mới nguyên. Đây. Mười chấm năm mili của Đức. Đây Made in Germany nha mọi người. À, hàng Đức xuất Nhật ha. Thương hiệu nó là đây, Senko. Rồi hai mũi khoan này nè, có mã là 138.4 ha, giá 250 ngàn. Bán hai mũi nha mọi người. Rồi tiếp theo này về được một cái sạc bình. Đây cái sạc bình 6V, 12V tùy chỉnh ha. Đây là sạc nhanh, sạc chậm, sạc thường, sạc nhanh. Hai chế độ sạc. Đây thông số nè mọi người, của Nhật sản xuất ha. Yoshida, hãng Yoshida. Rồi. Ở đây nó bị cấn mớp tí xíu ha nè. Nhưng không có ảnh hưởng bên trong. Cái dây kẹp này á, hai cọng dây kẹp này nó dài tới mét 8 nha mọi người. Dài được mét 8. Dây bằng đồng luôn nè, chân đồng nè. Chân đồng. Rồi đem bật thử. Vô điện thử. Đây. Có điện nó sẽ báo đèn này ha. Báo đèn đỏ nè. Nó sạc nhanh, chậm. Tăng công suất lên nè. Mọi người nghe nó tiếng nó ù ù.
đo cái dòng điện ra cho mọi người xem ha. Đây. Đây. Đây là sạc 12V nè. Đây chuyển qua 6V nha, sạc nhanh ha, sạc bình thường đó, cái dòng điện áp điện nó ra thấp ha, là sạc thường, còn nó ra mạnh lên. Rồi cái này nó sạc được dòng điện là 6V, 12V, 4A nha mọi người. Đây 4A. Cái đèn, cái đồng hồ này có bình ắc quy vô thì nó mới nhảy lên nha mọi người. Đây kim là ban đầu nó nhảy đầy lên là tới đỏ là mình rút ra được ha. Rồi. Cái sạc bình này có mã là 138.5 ha. Giá 850.000. Tiếp theo em có cái hộp đựng đĩa khoan. Đây. Từ 1 đến 10 mm nha mọi người, cái hộp của Nhật luôn nè, rất là dày. Chắc lắm, dày lắm mọi người, đứng là không xi nhê. Nhỏ mà nó dày. Đây ở đây nó mất cái cây bằng nhựa ở đây mọi người. Nó nói cái này vô này nè để nó kéo, khi mình mở nắp nó bật nó sẽ kéo này lên. Nhưng mà mình xài cũng không quan trọng lắm nè. Ở ra mình kéo này lên vẫn được, lấy tay kéo lên ha, nó vậy ha. Rồi đựng từ 1 đến 10 mm nè, 1 nè, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 đầy đủ, 6, 6.5, 7 đó, 9, 9.5, chung đựng đầy đủ luôn, từ 1 đến 10 luôn. Ok. Này kích thước cái hộp 15 ha, 15 nhân cho 10 nhân cho 5, 15 10 5. Rồi hộp đựng này có mã 138.6 ha, giá 200.000. Tiếp theo về hai cái ly, hai cái ca đựng đồ, đông đồ hay là múc nước cũng được mọi người. Rất là to nè.
cao một lớp nha, full inox luôn, full inox, full inox của Nhật. Cái này cũng inox mọi người. Rất là dày luôn nha mọi người. À, nó dày lắm, cứng dày. Cái TK inox Nhật nó làm rất là dày. À, đường kính 10 ha, cái nhỏ là 8. Chiều dài 15, cao 15. Cái này cao 13. Rồi hai cái ca này có mã là 138.7 ha, giá 350 nha. Hai cái nha mọi người. Rồi tiếp theo cái cưa sắt. Bán bộ cưa sắt này. Thân này cưa nó bằng nhôm mọi người. Thân cưa bằng nhôm, cán nhựa nè. Rồi bán một lưỡi cưa sắt chứ tặng một lưỡi cưa này luôn. Cưa hai mặt. Cái cưa này cũng là cưa sắt hai mặt. Nè, hai lưỡi thì dẫn này ra ha. Gắn vô. Đó. Rồi. Rất là nhanh. Kích thước nó là đây mọi người. Xem giùm ha. Cán này bằng nhôm, cái thân cưa bằng nhôm nè. Mình có thể đảo chiều nghiêng cắt được 45 độ luôn nha mọi người. Đây, chiều nghiêng nè. Gắn cái lưỡi vào đây nè, gắn như vậy. Bên dưới này vặn ra hết luôn rồi rút, xoay nó lại một cái là cắt được 45 độ. Rồi bộ cưa này là có mã 138.8 ha, giá 300 ngàn. Rồi tiếp theo cái cây đo hơi bánh xe của Nhật. Thương hiệu là Toyota của Japan. Rất nhỏ gọn cho trong lòng bàn tay luôn. Cái này đo được. Đo hơi xe đến 4 ký mấy luôn nha mọi người. Xe nhỏ cũng được, xe con. Mọi người xài rất là tiện ha, bỏ trong xe. Khi nào cần cân mấy bánh nó bằng nhau. Rất là tiện để thăm dò cái bánh xe mình hơi áp nó làm sao ha. Ồ, còn ok mọi người, test rồi. Đây. Cái này nó hơi ố xíu ha. Nhưng cái chữ nó khắc vô rất là đậm nè, rất là sâu nên không có sợ nó bay hay gì. Đó. Rồi cái cây đo hơi này có mã 138.9 ha, 150 ngàn. Tiếp theo một cái hũ rất là đẹp. Đây cái hũ của Nhật. Ép không gỉ ha. Cái này kích thước nè, 18.8 ha. Là kích thước. Đo coi đúng không? Đây 18. À, cái mã số là sao? Đây kích thước nó nè. Mười hai lần vừa ngang nó 12.5 luôn ha. Đây cũng khá là dày nha mọi người. Cái này nó bằng inox full luôn, cái là dày. Đựng hoa hậu đựng ha. Nắp nè, đặt để khít. Đó. Đó, vừa ha. Rồi cái bên cái hộp này có mã 138.10 ha, giá 300 ngàn, hộp inox. Rồi em kết thúc video đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ. Hẹn gặp lại video tiếp theo.